Chủ yếu là chị lấy cái phần mụn của em. Chủ yếu là lấy cái da thôi. Chứ chị đã các thầy bút một vị chẳng đã đã thế cả. Chụp bì vậy. Bì má cái này. Các bạn quay lại hâm lao quá, nửa phút rồi. Đau lắm không? Không. Chịu được đúng không? Không thái à? Thái sao? Ý là bị che cái ngón tay mà cầm kim á, đó, như cái gì thái. À, trang đây. Đổ vị trí khác. Không đổ được, đổ là cũng không thái hơn nữa. Em. Bạn cũ đi hả? Ngồi chơi chờ xí vậy? Bấm dừng. Chị gầy. Dạ, khó chịu cổ. Bình thường đúng không? Dạ bình thường. Em đừng có làm chị hào hộp. Mà như chưa? Mình rất sẽ bông nhé cái chỗ này cho mình nhé. Lấy mấy cái cục bông nhỏ nhỏ gì bên sát cho mình nữa mình chị.
Chưa hết mắt mà. Anh có nói gì vậy? Có em. Để ai? Lá cái phần trái trước đi trái mơ lấy rồi à. Đừng có lấy cục mũ này. Ừ. Sẽ xịt cái cục mũ nó ra chứ tự nhiên chỉ gặp lên phần trái như trời. Bên hông này trang đi được chứ nãy phần trang đó nãy nặng tút trang kia mà còn xịt dưới nữa nè.